Thưa quý vị, một ngày đầu tuần với những cảm nhận thời tiết rất bất thường. Nếu quý vị phải di chuyển ra ngoài đường trong ngày hôm nay thì sẽ thấy trời Hà Nội vừa nắng gắt, vừa mưa đan xen lẫn lộn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay, nhiều người dân cho rằng thời tiết mưa nhỏ lất phất giống như là tiết trời những ngày Tết của miền Bắc. Vâng vào cuối tuần này, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ cao về sông lốc Xét và gió giật mạnh do ảnh hưởng đồng thời của bão và không khí lạnh. Đây cũng là tổ hợp của hai yếu tố nguy hiểm và lượng mưa có thể rất lớn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định vào khoảng ngày 16 ngày 17 tháng 9, vùng áp thấp có khả năng cao đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão và suy chuyển về nước ta. Hiện vùng áp thấp còn yếu nhưng sẽ được tiếp thêm năng lượng khi vào biển Đông, nơi nhiệt độ mặt biển đang phù hợp để phát triển. Vẫn còn nhiều yếu tố để có thể thay đổi về hướng di chuyển cũng như cường độ. Tuy nhiên vào khoảng giữa tuần, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đầy dãy áp thấp qua bắc bộ. Do ảnh hưởng của dãy áp thấp nêu trên kết hợp với bão thì khu vực bắc bộ và các tỉnh trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to vào cuối tuần. Nhận định xa hơn cho thấy là từ nửa cuối tháng 9 cho tới hết năm 2020, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Còn các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần phải đề phòng các đợt mưa lớn, đặc biệt là lớn dồn dập và kéo dài trong tháng 10 và tháng 11 năm 2020 do sự xuất hiện của La Nina. Mùa đông năm nay được nhận định đến sớm và lạnh hơn so với mùa đông năm ngoài.